câu cá thôi các bạn ơi. Các bạn có thích đi câu cá không? Hãy cùng đi câu cá với Lộc TV nhá. Wow, Jun. Wow, wow. Giải thích. Ok, xong. Câu cá thôi. Thật là xa. Wow, chú cá to quá. Vậy là được một con cá chim rồi. Ôi lại là cá chim. Nhưng mà con cá này nó to hơn. Ôi anh em họ hàng nhà cá chim. Ôi đi đi đi. Rồi xong. Vậy là mất cả chì lẫn chài rồi các bạn ạ. Nào câu tiếp nào, không được bỏ cuộc. Thả xuống, còn chưa kịp nhìn gì nó đã giật rồi các bạn ạ. Giật phát xong rồi thả luôn. Và là anh cá chim vừa nãy các bạn ạ. Ui dồi ôi. Lại là anh cá chim vừa nãy đây này. Thoát lần 1 nhưng không thoát lần 2. Và đây với em cá chim nhé. Ôi nhưng mà con này nó to quá. Từ từ thôi. Sợ. Thế thôi mà cũng phải kinh quá các bạn ạ. Rất hết mặt các bạn rồi kìa. Hai con cá chim rồi nha các bạn ơi. Các bạn thấy mình câu siêu không? Đẳng cấp không? Nếu như đẳng cấp và siêu thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký, dùng chuông và chia sẻ ủng hộ Lộc TV nhé. Ui. Rồi, cắn thật. Ui. Lại là một anh bạn cá chim. Ui. Hôm nay cả họ hàng cá chim vào móc câu nhà mình. Nhưng mà sao toàn cá chim bé thôi các bạn ạ. Không có một con cá chim to nào. Thôi kệ, có một con không. Từ từ. Tao không làm gì mày đâu. Ơi. Không cho có cơ hội nhảy xuống ao các bạn ạ. Đây. Giờ mình sẽ đổ cá ra thau này cho các bạn nhìn rõ nha. Đấy. Mình câu được 3 anh em nhà cá chim rồi đấy. Các bạn hãy nhớ đón xem đến cuối video để xem mình câu được bao nhiêu con cá nhá. Rồi. Mọi người để view giúp em nào. Chào. Ôi giời, tuyệt vời. Rồi. Mọi người để view giúp em ơi.
Lại một con cá chim nữa các bạn ạ. Sao mấy con cá này nó lặng im, mình giật mình luôn ý. Biết ngay. Từ từ bình tĩnh nào em trai. Ui, nhìn vào hàm răng của nó mình sợ. Chạy liền. Ôi trời ơi, mấy con cá trước mình thả nó cũng vùng vẫy y như thế này, cho nên mình phải chạy trước. Nhưng mà không ngờ nó lại vẫy nữa. Vẫy hết người. Câu cá như thế này thật đấy các bạn ạ. Thả xuống là cắn, thả xuống là cắn, thả xuống là cắn. Liên tiếp 4 con, còn một con thì sổng xuống ao. Nếu như lúc đấy nó không sổng thì mình được 5 con rồi đấy. Ui, 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 đây, 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 các bạn thấy không? Đấy, thả xuống phát nào là nó cắn phát đấy. Ôi nhưng mà nhẹ thế nhỉ? À không, nặng nặng. Ôi, 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 ôi. Ô mài chuối. Con đấy lại sổng rồi. Nhưng không sao, cứ cái đà này là mình câu được cả cái ao luôn. Hey. Thật là chuyên nghiệp. Để mình thả nó xa xa ra. Rồi, perfect. Chưa. Ui, 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 đấy, đấy, đấy. Nó lại cá đâu, ui, ui. Được. Ôi trời. Rồi. Trời ơi, lại một bạn cá. Đào cá. Úi dồi ôi, từ thôi. Lại là một bạn cá nữa. Nhưng mà có vẻ con nào nó cũng bé các bạn. Rồi. Quả này tha hồ mà tắm. Chờ đợi như thế này đúng là một hạnh phúc. Rồi kéo. Ui. Ui kéo. Ôi, hạnh phúc đã tới gần rồi. Ôi, lại bay mất cái phao rồi. Nhưng mà mình cũng phải công nhận ao này nhiều cá chim thật đấy. Nãy giờ chưa được con cá rô phi nào. Tuy là bị rơi mất cái phao ở dưới ao, nhưng mà cũng được chiến lợi phẩm đấy. Các bạn đếm cùng với mình xem mình câu được bao nhiêu con cá rồi nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình câu được 7 con cá. Cùng với 2 con cá mình câu được nhưng nó rơi xuống ao. Không tính, nếu như mà tính thì mình được 9 con rồi đấy. Rất là nhiều cá nha. Các bạn thấy mình câu đẳng cấp không? Cứ thả là cắn, thả là cắn, thả là cắn. Liên tiếp 9 lần và được bao nhiêu nhỉ? 7 con cá. Ôi, vẫn còn mồi. Bây giờ mình sẽ thả thêm phát nữa để xem có được con cá siêu to khổng to không nhá. Đấy, 3. Sau lần này đợi lâu phết đấy. Ôi, ôi, đấy. Ôi, đây. Ôi, kéo, 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 kéo. Lại được con cá chim nữa. Nhưng sao nó bé thế nhỉ? Mình tưởng phải con siêu to khổng to cơ mà. Nhưng mà không sao, có còn hơn không. Wow. Ôi dồi, thơm. Ha 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 ha!
vừa đúng. Thôi